nhà ơi, mình xếp hàng drive-thru á, nhưng mà không có thành công bởi vì đông quá nên mình đi vô trong tiệm mình mua. Bây giờ mình đi vô trong tiệm OL xem thử như thế nào ha. Hôm nay mình đi mua Popeye sandwich chicken. Cái này rất là nổi tiếng của công ty fast food Popeye. Thì lần đầu tiên mà nó ra là vào ngày 12 tháng 8 năm 2019. Đó là ngày đầu tiên nó bán cái này, cái sandwich này. Thì như cả nhà mình biết đó, là lúc đó là giống như nhiều người á, người ta đi mua lắm. Cho nên là lúc đó nó chỉ là một số lượng bao nhiêu đó thôi. Vậy mà muốn đi mua đó thì mình phải xếp hàng, mà đôi khi xếp hàng xong rồi nó nói là hết. Thì mình cũng tới 4-5 tiệm gì đó mà lúc nào nó cũng để chữ hả, be back soon hết, không bao giờ mua được. Sau một thời gian là 2 tuần nó ra là coi như là nó sold out sạch luôn. Thì nó tạm ngừng để mà nó làm lại cái sandwich của nó. Thì bây giờ tính tới bây giờ là 2 tháng rồi. Ngày 3 tháng 11 là ngày hôm qua bắt đầu nó ra lại. Thì nó chọn cái ngày 3 tháng 11, đó là cái ngày mà giống như cái ngày Chick-fil-A hả? Chick-fil-A. Thì đúng rồi, ngày hôm qua là ngày chủ nhật. Ừ. Thì thường thường là cái tụi cái tiệm Chick-fil-A nó cũng nó đóng cửa ngày đó. Cho nên là nhiều người thắc mắc là có thể là cái bên Popeye nó ra cái ngày đó là tại vì nó biết là bên Chick-fil-A nó đóng cửa Sunday. Nên nó đi ra cái ngày đó để cho người ta là coi như là bắt buộc phải mua cái bắt buộc phải thử cái Popeye này trở lại. Yeah. Thì mình cũng đọc báo á, cái mình thấy vậy á, mình thấy nó cũng ghi là giống như là nó cố tình nó mở ngày đó trong cái ngày mà cái ngược cái công ty mà cạnh tranh với nó đó đóng cửa. Thì hôm nay mình cũng đã xếp hàng 30 phút để mua được cái này. Trước mình có 20 người, ở phía sau mình có 20 người đứng đợi mệt lắm kìa, nhưng mà ai cũng không có giống như là excited lắm để muốn thử coi nó như thế nào. Thì bây giờ mình mua 4 cái. Bây giờ mình với cả mua 4 cái. Thì ở trong cái menu á, cái này nó để là 3.99 đồng cộng thuế là cỡ 4.28 đồng á. Hiện tại mình mua là ở Atlanta, Georgia. Đây receipt còn này, mua 4 cái là hết 17 đồng, đi coi coi, 17 đồng 42 ha. Yeah, 17 đồng 42. Thì cái này là ok. Bay xì. Thì giờ để mình coi coi cái sandwich. Cái này không có. Đây. Đơn giản cũng giống như những cái chỗ khác thôi. Nhưng mà đặc biệt hơn một cái là bữa này nó nhìn bự quá, crunchy hơn, nhìn nó crunchy. Ở phía trong này có ba cái pickle nè, y chang luôn, cũng tự tựa như y chang cái bên Chick-fil-A, nó cũng có pickle trong đó. Nó cũng có hai miếng pickle trong đó nha. Còn này nó cho hơi nhiều chút xíu, được 3-4 miếng. Chick-fil-A như một cái Chick-fil-A là luôn luôn là nó cái signature của nó là luôn luôn có hai cái pickle, hai miếng. Yeah, luôn luôn bỏ hai miếng pickle thôi. Thì giờ này cạnh tranh nó quất tới 3 miếng. Không, thì tùy cái này có cái nhỏ lớn này nọ, nhưng mà thấy không, cái nhỏ cái lớn này mà pickle có cái bự nhất, cái nhỏ nhỏ. Chứ nên đúng ra nếu mà compare thì nó ác liệt, pickle của Chick-fil-A nó nhỏ hơn, nó mỏng hơn. Cái này nó dày, tính ra nó dày á. Nhìn thấy giờ là dày á. Chứ pickle của Chick-fil-A như nó cắt làm thì, hai cái này. Cái menu của nó có hai loại sandwich chicken, một loại là classic là không có cay, loại kia spicy. Bây giờ mình mua mỗi cái hai cái để mà coi thì đúng rồi nè. Cái classic thì là nó có cái màu trắng như nó không cay, còn màu cái này spicy thì nó hơi đỏ một chút. Chắc có lẽ là không có cay nhưng mà nó để vậy cho giống như hiện nay mỗi người ăn thử hai cái cay cái không cay. Thử coi cái nào nó gì ha. Hay giờ anh em cái cay trước đi, tại cái nào không cay. Cái này không cay. Vậy cái này cay phải không? Ừ. Vậy anh đang ăn nửa cái cay này, em ăn nửa cái cay này, anh ăn nửa cái đó. Thử coi ăn qua ăn lại coi hồi nữa cho ý kiến coi nó như thế nào. Em nghĩ nó cũng vậy. À, không thì đó thì một okay. Thì tí là mình lấy một cái mình ăn. Vậy bây giờ mình ăn anh này anh ăn cái spicy, mình ăn cái không spicy nha. Không phải ăn đúng rồi, phải ăn xong biết hả? Ăn xong mới biết được là cái cảm giác như thế nào phải không? Cái spicy so far, là nó có cái sauce phải không? So far nhìn thì thấy nè, đây nè, giống như là nó phồng, cái
cái sandwich của Chick-fil-A là nó mỏng, nó cũng không có mỏng nhưng mà là nó flat. Còn này giống như nó có nhiều cái đồ mà ở ngoài á, crunchy á. Ok, vậy giờ ăn nha. Giờ mình ăn thử nha. Ăn thử cái bên. Ăn thử ha. Cắn thử mấy cái rồi mình đổi coi. Ngon chứ hả? Ồ ngon. Cái vị của chicken thì có lẽ mình cũng có thể nói vậy. Cái chicken của nó giống như ví dụ mà cả nhà mình đã ăn cái Popeye chicken rồi đó, thì giờ nó cũng thấy y chang vậy à. Chỉ là bây giờ nó bỏ vô trong cái sandwich thôi anh hả? Cái này nè, giống y chang như cái ấy bình thường. Không thì nó cũng y chang, nó tự tự vậy thôi à. Ừ. Cái bên kia như là nó đậm hơn á. Nếu mà mình gọi spicy chicken ở bên Chick-fil-A thì như là cái bột hay là cái mayonnaise của nó là nó làm đậm hơn. Ngon. Cái màu đậm hơn là giống như là spicy hơn. Nha, yeah, để anh cắn thử một cái đây nè. Này nó giòn nè. Cái Chick-fil-A nó không có giòn. Cái này cái vị của nó giòn hơn. Nếu ví dụ mà ai thích ăn giòn á thì cái này sẽ là cái món ngon. Thì cái bột nó làm bột giòn. Ăn ngon. Ngon quá. Cái này cũng giống như anh mua chicken tender và anh ăn vậy đó. Nếu mà nó chắc là nếu mà không có cái spicy thì chắc là nó giống nhau, nó giống cái chicken bình thường vậy đó, mình kẹp vô cái bên mình ăn thôi. Mà thử là cả giờ đổi đi, đổi thử cắn mấy cái ra. Bây giờ mình anh em cắn nãy quá trời nó còn quá trời thì anh cắn hai cái. Cái này à. Spicy nó ngon hơn. Thì nó có flavor hơn. Nó có cái gia vị hơn là cái này đúng không? Nó có một chút xíu cay nè. Mà giống như nó làm cho cái sandwich ngon hơn hay sao á. Cái này bình thường quá. Cái này của mình regular, không có gì đặc biệt. Thì đúng rồi, cho nên có như là tháng trước hay sao. Nó không bán nữa, nó đã hết hàng để bán rồi. Thì nó có kêu người ta là nếu mà tự mua, tự đem cái bên đó, tự đem hai cái miếng này nè, tự đem cái miếng bên này xuất đến đó, mình còn mình mua cục chicken của nó hay gì đó, hay cái tender đó mình bỏ vô mình kẹp vô ăn, nó cũng y chang như cái sandwich luôn. Thì em có cảm giác giống như giờ mình đang ăn cái chicken tender kẹp vô thôi. Thì thực sự cái regular là đúng nhất á, cái đó thì nó còn gia vị spicy. Còn cái này cái regular này thì nó không có, nó chỉ là cái chicken chiên bình thường thôi, cho nên là cái này giống nhất này. Cái này mà tự mình mà cái mua cái tender nó cũng marinate rồi, nhìn nó ngon. Nó ướp rồi, nó cũng ướp chút xíu. Như là ướp không có, phải nói là nếu mà so sánh với Chick-fil-A thì nó không có đậm đà bằng cái ướp của Chick-fil-A như là nó gì hơn, nó đậm đà hơn, ngon mà. Nhưng mà tính nó ăn ngon. Ngon lắm. Nếu mà mình nói là một người á, theo mình một người mà đi đi làm mà giờ ăn lunch á, giờ ăn trưa á, ăn một cái này á là no. Mình theo mình là sẽ no. Tại nó... Không, tại này em mua sandwich không thôi, với cái combo của nó á, nó có french fry này nọ nên ăn là đảm bảo no. Đúng rồi. Nhưng mà không, nhưng mà mua sandwich nó không cũng no. Cũng hơi bận. Mà cũng rẻ vậy, 3.99. Là tính còn cũng thêm thấy nữa là cũng 4 đồng mấy một cái. Vậy cũng rẻ không có mắc. Tính ăn vậy một ngày mà nếu mà người ai mà gì á, ngày ăn cái này là cũng no. Ngon. Ăn cái bình thường đúng không?
Hương ăn loại hơn. Thế cũng có một cái... Thì cả nhà mình ví dụ mà ai mà chưa có thử á, thì ra xếp hàng để thử đi. Theo mình á, thì mình nghĩ là nó ngon đó. Và lần này Chick-fil-A khẳng định luôn là... Không phải Chick-fil-A, Popeye. Popeye khẳng định luôn là cái lần trở lại này á, là nghĩa là guarantee 100% là sẽ không bao giờ ra out of chicken sandwich. Nghĩa là họ không bao giờ mà hết chicken sandwich. Nghĩa là luôn sẽ còn. Nghĩa là cái hàng nó vẫn dài thôi. Nhưng mà nghĩ chắc thời gian qua, nếu mà thời gian sau chắc mấy ngày, mấy tuần sau, hay thí dụ cho là tháng sau đi, hay là mấy tuần sau, nó sẽ trở lại mình là coi như là muốn vô mua chicken hay là mua gì đó, chắc là cũng vô order, nghĩa là có liền, chứ không phải là chờ tùm lum, chờ lâu như vậy. Tại vì bây giờ nó mới trở lại, cho nên that's why có nhiều người hồi mấy tháng trước chưa có thử á, họ muốn thử, tại vì họ đã chờ lâu quá rồi. Đúng rồi đó. Bữa nay mình test cho ông xã, nói là bây giờ đi ra làm xong rồi cái đứng đợi, thì ông xã nói thôi nếu mà lâu quá thì đừng có đợi nữa. Nhưng mà trời, cứ mỗi lần tới mà là mình phải đợi, mình biết là mình sẽ đợi chừng đó, cho nên sẵn rồi mình đợi luôn. Phải nói là hôm qua mình đã ghé vô rồi. Đã ghé vô mà trước mình á, là mình thấy cũng 6-7 chiếc xe chờ. Mà nó cho lâu nên, lắm cơ. Với lại tối nữa, khoảng như cũng gần 9 giờ rồi. Cho nên là mình nghĩ thôi, để tối rồi mình cũng không đến nỗi mà cần gấp như vậy. Cho nên mình chờ hôm nay, mình thử. Mà không ngờ hôm nay vợ mình lại chờ lâu hơn nữa. Cho nên là... Đi làm ra 5:30, tới cái chỗ này 6 giờ là gần ở nhà mình nè. Đợi tới 6:30 mới xong á. Nhưng mà ăn cũng... Nhưng mà ăn ngon. Ăn nếu mà cái... Thấy cái gia vị này là ngon, nếu mà ăn ai chưa thử thì crunchy nè. Nó bẻ cái này không, nó ăn nó luôn. Coi như cái tiệm Popeye này á, có thể là cạnh tranh được với Chick-fil-A nếu mà nói ra. Mà trong khi cái tiệm này á, lại mở nguyên một tầng luôn. Còn Chick-fil-A á, đóng cửa Sunday là chủ nhật. Cho nên cái tiệm này nó sẽ thêm tiền vô ngày Sunday cho cái món chicken sandwich này. Đây nè, nó có hai loại nè, classic với là spicy. Spicy. Nó check nè. Mình mua hai cái. Phải nói là cái bọc. Cái đầu để chứa, để nó cái đồ để bỏ cái sandwich vô á, nó cũng bự hơn là của chicken. Nó đẹp hơn. Thế bự hơn. Chicken thì cũng cỡ gần bằng size, nhưng mà cái đồ đựng này nó này, bỏ trong đây để nó giữ độ nóng. Nè, cái này chưa có mở nè, mà giờ nó phồng bự vậy nè. Ở trong này nó có aluminum foil rồi. Giống như là nó dùng để cho giữ cái độ ấm của nó đó. Nếu mà cái giá đây nè, thì cái người ship nó nói hai cái là khoảng 8 đồng, coi như 7.98 đồng là 8 đồng. Một người mà ăn lên thường đi ăn lên ít nhất cũng 10 đồng trở lên. Mà người nào mà muốn nếu mà ăn kiểu mà cho no thật sự, ăn kiểu hai cái này thôi 8 đồng. Ăn hai cái sandwich này là coi như là no nguyên ngày. Phải nói đúng là vậy. Cho nên là không, cái này ăn lần đầu vậy là thấy ngon đó. Spicy thì nó có gia vị hơn. Còn cái regular cũng ngon kiểu mà bình thường. Chưa gì thấy no no rồi. Ngon không? Không, cái này coi như ăn tối rồi đó. Ăn hai này coi như là đủ no cho đêm nay hả? Ngon. Gần mai mốt mà mình có cần review cái Chick-fil-A không? Hay là cái Chick-fil-A đó, tại vì mình ăn thường mình ăn đó. Rồi cho nên là cái này nó thực tế không phải là nó thường hay không, mà là tại vì cái company cái restaurant cái Popeye này á, cái chicken sandwich là nó mới ra đầu tiên. Hồi xưa giờ nó không có sandwich gì hết á, mà cho nên nó mới làm ra, cho nên bây giờ cho nên nó thành một cái hứng cho người ta muốn thử là cái sandwich của chỗ này nó mới ra. Nó thì nói chung là nó ra lần đầu tiên, nó ra sandwich. Nhưng mà nó cũng vẫn là rất là ngon chứ không phải là dở. Đỡ hơn, nói chung là
nếu mà đứng so với Chick-fil-A, so với những cái khác thì cái này better hơn á, nè McDonald's nè, Burger King nè, Wendy nè, Hardy nè, tùm lum hết á, thì thấy cái này good nhất luôn á. Ừ, cái này mình không, ăn hai cái là no chắc á, tướng mình là thích ăn lắm á. Cái sandwich ở McDonald's không cũng 4 đồng mấy rồi. Nếu mà cái sandwich thường cũng đúng rồi, cũng 4 đồng mấy. Cho nên đúng ra cái này là rẻ chứ, cũng 3.99 là rẻ. 3.99 một cái sandwich bự vậy là rẻ. Ok thì hai vợ chồng mình cũng muốn đi mua về để xem coi cái sandwich này nó ngon như thế nào, mà giống như là bà con á, nhất là người Mỹ, người Việt Nam thì mình không biết. Cũng giống như là thi nhau, chỗ làm của mình á, ai cũng nói là đi thử đi, thử đi cho biết. Thì mình cũng ráo riết cũng đi mua về thử. Thì hôm nay đã thử rồi thì mình rất là ưng bụng cái sandwich của Popeye này. Thì nếu như bạn nào mà muốn thử thì cứ ra thử đi ha. Rồi nếu mà ai có ý kiến comment gì muốn mình thử cái món gì thì cứ ghi ở dưới rồi mình thử cho.